Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 1, trang 212, sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. Để có thể trả lời một cách ngắn gọn và chính xác nhất thì các em hãy rửa lại trang 209 sách giáo khoa. Phần 1 La Mã ở đây chính là phần nói về công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. Chúng ta biết kính hiển vi là một dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ. Bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn, số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp. Rồi, như vậy, với kính hiển vi thì có cấu tạo là gồm hai bộ phận chính. Vật kính L1 là một thấu kính hội tụ, có tiêu cự rất nhỏ cỡ mm. Thứ hai là thị kính L2 là một kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính. Vậy thì các em có thể ghi lại những ý vừa rồi cho bài tập 1 để chúng ta trả lời bài tập 1. Cụ thể, thứ nhất là chúng ta sẽ trả lời kính hiển vi chính là một dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt. Để quan sát được những vật rất nhỏ, bằng cách là tạo ảnh có góc trông lớn, và lưu ý đặc điểm của kính hiển vi là nó có số bội giác lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nêu cấu tạo của kính hiển vi. Cấu tạo ở đây gồm có hai bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất đó là vật kính. Chúng ta đặt tên cho vật kính là L1, là một thấu kính hội tụ có tiêu cự rất nhỏ. Và nó cỡ khoảng mm. Rồi, bộ phận thứ hai ở đây chính là thị kính L2. Cụ thể thì thị kính này chính là một kính lúp có công dụng là dùng để quan sát ảnh tạo bởi vật kính. Như vậy là chúng ta đã hiểu được kính hiển vi là gì và cấu tạo của cụ thể của nó ra sao qua bài tập 1 này.